À, bây giờ là công cuộc đi ép bao tay, ép bao tay hai dòng này, à, bốn dòng này là hơi ấy nhở. Chờ em tí nha. Ba bốn năm, ui sắp hết một dương rồi anh em ạ. Đập ba món sắp hết một dương rồi, phá ra chi tử rồi. Đập như này không khác gì phá xe. Đập như này không khác gì đập vèo cái hết hết nửa dương rồi. Lú như con chim cu cu. À, rút này, phẩm chất 9 thì sẽ lên 25. Đâu rồi? Áo đâu rồi? À bị lag à? Tự nhiên không thấy cái áo đâu rồi. Lú như cù. Rồi từ từ hết tiền. Mình sẽ kiếm cái thành nào đập mà cho nó đỡ lú đi. 7 viên thì thêm một viên nữa cho full luôn. Không, đập nó thường là 1, 3, 5, 7 anh ạ. Và có thêm thì thêm phúc duyên thôi, chứ không không bỏ full. Nhờ ẩn hai, ẩn hai. Bậy đấy. Xém nữa thì lú nhun cú luôn. May mà anh em nhắc. Đúng chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Ném rút thân pháp luôn, rút thân pháp như thế này đúng khóc luôn. Phẩm chất 7 này. À nhầm, phẩm chất 9. Phẩm chất 9 này. Đúng chưa nhỉ? 8 thì quá đen luôn đấy. 8 thì quá. Anh tin nha. Eo rút như thế mà đen thật, trước em rút bao nhiêu lần rồi đen quá đen. Cái bao tay này có đập thì cũng chắc chỉ hai loanh quanh 20 anh em. À không được rồi, không vui tí nào rồi. Ép giày cũng không được anh. 8 thì cũng loanh quanh hai, đỏ thì là khoảng tầm, đỏ thì là khoảng tầm 23 24. Đen thì có khi còn thấp nữa. Thôi 8 thì chơi nha anh em nhá. Mình ép tầm trung thôi nhá. Mình ép tầm trung thôi, được không? Cho xe mà. Trời sợ đách gì? Đúng không? Cũng phải muốn biết nó là bao nhiêu chứ. Lấy đi. Ui thằng thiếu mấy, chưa lấy mấy đi. Lấy đi, phá đi, nhanh nhất đi. Nhanh nhất đi. F25 thì F ẩn 1 đấy bỏ. Đâu tôi chơi ẩn 2 bạn ạ. Tôi chơi cả 2 luôn cho xe mà. Ủa cái gì? Cho nhà đi. Ồ thấp nhất là 17 đó. Đen lắm thì 17. Chơi đi. Giời, mình chả bỏ cái gì mà nó phẩm cao thế. Lú thế nhở. Có khi cái viên này mình chả bỏ cái gì anh em ạ. Phẩm 7 này chắc bỏ một bình phúc duyên rồi. Bởi này làm bình phúc duyên thôi cho đỡ nhẹ gánh.
giời, 109 thật. Trời luôn, sợ gì đúng không? Em lại mà sợ. Không, thấp nhất là 17. Thấp nhất 17, cao nhất 24. Đập phẩm chất 8 thì chắc là cao nhất là 24. 25 được thì không bao giờ 25 luôn. Ui giời, 19. Ôi giời ơi. Không cho mình lên cái đầu 2 cái nhìn cho đỡ bực mình. Trước em đập 21 đó thầy ạ. Không có chuyện, 19, 19 là đen đó thầy ạ. Thầy chưa xem clip em đập chưa? Chứ em đập còn 21 hay 22, 22, 23 gì đấy. Ôi không sao anh em ơi. Ui giời, thủy tinh nhiều. Thủy tinh là biển đấy anh em ạ. Còn ten đâu ơi. Yeah.